Về Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hỏi thăm xóm lụa Tân Long, hầu như ai cũng biết, bởi đây là xóm làm lụa tre có trên 40 năm tuổi. Theo bà Tạ Thị Mỹ Lệ, 53 tuổi, người có hơn 40 năm làm nghề đũa thủ công. Làng nghề vuốt đũa này có từ lâu, khoảng năm 1975 khi gia đình bà đến đây sinh sống và mang theo nghề làm đũa đến ấp Phụng Sơn B này và tồn tại đến ngày nay. Thời gian đầu chỉ có một hộ duy nhất là gia đình của bà Lệ. Dần dà bà con cảm thấy được nghề này có thể phụ thêm kinh tế cho gia đình lúc nông nhàn nên nhiều người đã học. Từ đó nghề vuốt đũa được nhiều người trong xóm biết đến. Cái làng nghề vuốt đũa này là nó có lâu đời lắm rồi. Ngày trước đó là cái nghề đũa này là của ông bà ngoại ở ngoài cái găng á. Rồi sau ngày giải phóng á, ba mẹ mới về trong này ở để mà canh tác đất đó, thì đem theo cái nghề đũa về đây làm. Ban đầu thì chỉ có một hộ gia đình của ba mẹ tôi à. Từ đó tới sau thì bà con ở xóm ghiền thấy cái nghề vuốt đũa này cơ bộ cũng được, cũng phụ làm kinh tế gia đình. Nói chung là cái nghề nhàn gỗi chứ không phải là cái nghề chính. Lúc công việc đồng áng gánh gỗi rồi là về mua tre để làm đũa. Tính đến thời điểm hiện tại, xóm đũa này có khoảng 38 hộ vẫn còn đang theo nghề. Chị Võ Thị Thúy Kiều, 35 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, người có hơn 15 năm làm nghề vuốt đũa, tiết lộ. Sở dĩ xóm đũa này còn tồn tại đến ngày nay là do loại đũa tre này rất được ưa chuộng về các công đoạn làm bằng thủ công và không sử dụng bất kỳ hóa chất nào để tẩm ướp làm đẹp đũa. Là mình bào xong mình đem ra nắng mình phơi cho thiệt là khô, cái là mình bó ra là mình đi chợ bán. Là chiếc đũa mình vàng rồi, mình phơi thiệt khô là nó vàng rồi, không có cần mà nó ốp màu là mình bán đó. Như vậy làm thế nào chiếc đũa nó đẹp? Chiếc đũa mà nó già đó nha, là mình đem mình bào thiệt rồi mình mài cho lưỡi thiệt là bén, là mình bào nó đẹp, chiếc đũa liền nó nhìn nó bóng luôn đó. Là mình đem ra mình phơi khô là đem đi chợ bán, là vậy là nó đẹp chiếc đũa rồi đó. Đũa mình bằng tre chất lượng là không có sợ mấy đũa kia nhiều khi á, tre nó cái cây nó đâu bằng đâu, người ta ốp màu rồi này kia rồi đâu có bằng đũa mình, thấy được rất là nhiều luôn đó. Hầu như ai gặp đũa mình đem đi bán là người ta mua nhiều hơn là ba cái đũa mà tre ba cái kia, ba cái ngà đồ đó, là không có bằng. Thường người ta mua tre đũa của mình nhiều, cực là cái mình đi đốt đồ nè, rồi mình giúp mình cưa đồ nè là cực lắm đó, cực hơn đó. Mặn ở trong nhà đỡ hơn cái nắng thôi, ở trong nhà mình nhàn khi nào rảnh thì mình mặn, còn ngoài nắng thì giá nào cũng phải đi được hết trơn á. Cái ngày này thì mặn á, mình kiếm thu nhập hàng ngày là để cho con đi học rồi đi đám tiệc đồ này kia đó, hàng ngày vậy đó. Còn mấy ngày mình đi ruộng rồi này ngày kia thì còn nguyên hạt. Có 7 công đoạn để làm đũa gồm đốn tre, cưa, chẻ, rọc, bào, mứt đầu thành chiếc đũa, sau đó đem phơi nắng cho thật khô là hoàn thành. Do không dùng bất kỳ phẩm màu hay hóa chất để làm đẹp cho đũa nên việc chọn tre cũng là yếu tố quyết định. Tre được chọn làm đũa phải là tre già và tre đực, vì như vậy có thể làm được nhiều đũa hơn và khi hoàn thiện đũa sẽ đẹp hơn. Cứ tính trung bình 3 người làm một ngày có thể cho ra hơn 1 thiên bằng 1.000 đôi đũa. Trừ chi phí, mỗi người có thể kiếm được từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng.